đồng ý rằng với con giỏi tiếng Anh đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với tương lai của các con. 30% số phụ huynh đang băn khoăn, mình không biết tiếng Anh, mình phát âm chưa chuẩn, thì mình sẽ giúp đỡ con như thế nào? Trong video này, bạn sẽ khám phá cách đồng hành và truyền động lực cho con để giúp con giỏi tiếng Anh hơn, dù bạn là ai, ở bất kỳ trình độ nào. Bởi vì chúng tôi có một quy trình vô cùng dễ dàng. Với quy trình này, bạn chỉ cần 3 bước, 15 phút mỗi ngày. Tôi xin nhắc lại, 15 phút mỗi ngày. Vâng, tôi là Sarah Phương, Phó Tổng Giám đốc của Hệ thống Anh ngữ AMES. 20 năm qua, tôi đã làm trong ngành đào tạo tiếng Anh và đã giúp đỡ cho 20.000 người học sinh giỏi hơn, tự tin hơn trong tiếng Anh. Tôi thực sự yêu con các bạn như yêu con của chính mình, vì đó là tương lai của đất nước. Và hôm nay tôi đứng đây, tôi sẵn sàng phụng sự các anh chị. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Thay mặt anh ngữ AMES, cô Hương xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các quý phụ huynh đã luôn tin tưởng và đồng hành với các anh ngữ AMES và đã gửi gắm các con học tiếng Anh 2 buổi một tuần. Vâng, với chương trình 2 buổi một tuần nó sẽ cực kỳ ý nghĩa và hiệu quả hơn nếu phụ huynh cùng đồng hành với con học ít nhất 15 phút với mỗi ngày. Và phụ huynh hãy yên tâm rằng với công nghệ 4.0 mà anh ngữ AMES đã đem cái chương trình học chuẩn Mỹ về Việt Nam sẽ giúp cho các con có được tiếng Anh, nói tiếng Anh tự tin và trôi chảy hơn. Vâng, và với chương trình tiếng Anh mầm non thì có ở các cấp độ là S, A, B và C. Với cấp độ A, B, C thì sẽ có thêm cái phần gọi là luyện phát âm chuẩn tiếng Anh. Cứ mỗi 5 tuần thì các con sẽ được cung cấp một bộ giáo trình, đó là bộ bài tập, bộ sách truyện và một thẻ tài khoản trực tuyến. Và đây cũng chính là quyển sổ liên lạc để giúp AMES cũng như là phụ huynh có được mối thông tin liên lạc trong cả khóa học. Và một cái phong bì tương tự với phong bì này thì nữa cô sẽ hướng dẫn về cái bước 2 chúng ta sẽ truy cập ở trên máy tính như thế nào. Và sau các buổi học thường các cô ở Anh ngữ AMES sẽ gửi một cái email đến cho phụ huynh giống như thế này. Với cái nội dung này phụ huynh có thể nhìn được cái mục tiêu của bài học, các cái từ vựng, các cái cách phát âm của từ và các cái ý nghĩa của nó. Đặc biệt hơn nữa đó là những cái câu được sử dụng trong câu chuyện. Và lưu ý ở đây chủ yếu phần lớn là các con sẽ học nói tiếng Anh theo câu chứ không học từ riêng lẻ. Và một phần nhỏ đó là chính là bài tập về nhà. Đã khuyến khích phụ huynh cùng ôn luyện với các con sử dụng các cái tài khoản trực tuyến. Và bước thứ hai cô hướng dẫn đó là cách mình sẽ truy cập vào tài khoản trực tuyến của các con. Và ví dụ đây là một tài khoản và chúng ta đánh study.ames.edu.vn. Và ID ở đây chính là mã của học sinh được các cô cung cấp ngay từ đầu cho các con và password. Phụ huynh lưu ý nếu chúng ta có đổi password cho các con thì chúng ta phải lưu ý, lưu giữ lại để tránh trường hợp chúng ta lại phải gửi ra nước ngoài để reset rất mất thời gian. Và trong cái trường hợp này khi mà ấn Enter PIN chính là cái phong bì mà chúng ta đã được cung cấp theo từng bộ sách. Và phụ huynh lưu ý 5 tuần là các con phải thuộc được câu chuyện cũng như là bài hát. Vì vậy phụ huynh hãy dành thời gian cùng ôn tập với các con để tất cả các con ngấm được tất cả những cái nội câu chuyện này. Và khi chúng ta sẽ nhập Enter, đó chính là 16 cái chữ số ở trong cái phong bì. Và phụ huynh nhớ là chúng ta sẽ chụp ảnh lại cái nội dung này để tránh trường hợp chúng ta không nhớ, chúng ta lại có được cái thông tin để chúng ta nhập lại. Vâng, đây cô ví dụ là chúng ta sẽ vào. Nếu trường hợp khi mà chúng ta truy cập vào mà chúng ta không nhìn thấy cái hình ảnh gì thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang thiếu cái phần là cho phép về flash, và chúng ta hãy chuyển thành cho phép là chúng ta sẽ mở được cái chương trình như thế này. Đây tất cả những ở đây là tất cả những cái hoạt động khác nhau. Đây là tất cả những cái hoạt động khác nhau để chúng ta ôn cho con trong một cái
nội dung này. Và chúng ta hãy bắt đầu bằng trò chơi trước. Trò chơi này sẽ giúp các con phát triển tư duy và củng cố cái vốn từ vựng của các con. Mỗi lần con chơi thì nó sẽ ra một cái nội dung trò chơi khác nhau và khá là thú vị. Và với phần này phụ huynh lưu ý, nếu con làm được tốt thì chúng ta hãy khen thưởng các con. Và mục thứ hai đó chính là phần câu chuyện động. Đó chính là cái nội dung là giống y trong sách của các con, nhưng là các cái nhân vật hoạt hình ở trong này nó đều động, cộng thêm các cái âm thanh, âm nhạc để giúp các con hứng thú hơn trong việc học. Cái phần này thì phụ huynh hãy học cùng với con 15 phút mỗi ngày, nhưng nó sẽ cực kỳ hiệu quả để tạo thành một cái môi trường chuẩn Anh Mỹ cho các con ở nhà. Và khi phụ huynh mở câu chuyện này thì chúng ta sẽ dừng lại từng câu để cho con nghe và cùng nhắc lại. Phụ huynh nhớ là để hiệu quả hơn, chúng ta hãy cùng tham gia với con và cùng nhắc lại với con. Và chúng ta hãy dừng lại từng câu và nhớ hãy khen thưởng con vì con tham gia rất là tích cực, con rất nỗ lực. Và đôi khi chúng ta cũng giả vờ là chúng ta không biết, các con hãy dạy cho mẹ đi. Và những cái cách như vậy thì sẽ khuyến khích và động viên con rất hiệu quả. Phần storybook thì cũng giống như cái cuốn sách mà các con được cung cấp sách truyện. Và chúng ta hãy ấn vào cái phần auto để dừng lại. Chúng ta nhấn vào phần auto để dừng lại để giúp cho chúng ta có thể lật trang theo mong muốn. Trong cái phần này thì chúng ta cũng lại dừng lại từng trang một. Và phụ huynh cũng như là học sinh chúng ta hãy cùng nhắc lại. Vâng, nếu mà có cử chỉ điệu bộ, vâng, các cái động tác cũng như là cái âm thanh đi kèm, chúng ta cũng hãy bắt chước cùng với con để tạo ra một cái không khí học thật là vui động và hứng thú cho các con. Và chúng ta lật theo các cái trang tiếp theo của mình bằng cách ấn các mũi tên này. Mũi tên trước và mũi tên sau, hoặc là chúng ta sẽ lật trang vào cái góc của màn hình. The music is on. It is loud. Và chúng ta có thể là likes loud music. Tiếp theo đó chính là cái phần sách bài tập. Phần sách này chúng ta cũng hãy nhấn vào cái phần auto để dừng lại cái việc nó tự động lật sách. À, giúp cho chúng ta là sẽ lật từng trang sách một để chúng ta sẽ ôn với con của từng trang. Chúng ta sẽ tắt cái phần tự động này đi ạ. Và âm nhạc rất là sôi động mà. Phụ huynh nhớ là chúng ta hãy cùng diễn giống như là chúng ta đang ở tuổi của các con. Ok. Rồi, chúng ta đã dừng được cái trang. Và khi chúng ta muốn lật sang trang tiếp theo, chúng ta dùng cái tự động lật như này cho thuận tiện. Với phần này thì chúng ta có thể bật từng câu trong bài hát và dừng lại và hãy luyện tập cùng với con. Ở bên này đó là ôn lại cho các con các cái từ. Story time. Point and say. Ở đây chúng ta nhìn thấy các từ dance, words. Laugh, dance. Jump, dance. Và chúng ta hãy nhắc lại cùng với con cùng với cử chỉ dance. Laugh, dance. À, cứ nhắc lại liên tục. Jump. À, chúng ta hãy dừng hành động và đứng dậy để nhảy dừng đi. Và cho các con. Trong phần này các con cũng được học và nhận diện từng ngữ. Và chúng ta muốn lật trang thì cũng lật tương tự. Và
Cái điều đặc biệt ở đây là những cái câu chuyện và nhìn các hình ảnh như này, chắc chắn các con sẽ qua 5 tuần học và con sẽ ghi nhớ lại. Và phụ huynh cùng ôn với con ở nhà một cách hãy chỉ vào cái bức tranh này là cô chắc chắn là các con sẽ nhớ được và để kể lại câu chuyện này cho chúng ta. Hãy cùng ôn luyện với con. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần Smart Talk. Đó là cái phần hội thoại. Và điểm đặc biệt của cái chương trình này đó chính là cái phần hội thoại. Cái phần hội thoại ở đây là giúp các con học câu hỏi và trả lời theo câu đầy đủ, không giống như chúng ta trả lời từ đơn thuần mà chúng ta trả lời theo câu đầy đủ. Vâng, chúng ta hãy xem nhé. What do you have? Vâng, một bạn, chúng ta, mẹ với cả con, chúng ta hãy đóng vai một người hỏi, một người trả lời. Và khi con trả lời được thì nhiệm vụ của mẹ là gì? Mẹ hãy khen con, mẹ hãy động viên con và hãy tặng cho con một nụ hôn chẳng hạn. Và những cái khuyến khích đó cực kỳ ý nghĩa. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thú vị nhất, cái phần yêu thích nhất của các con, đó chính là phần bài hát. Cái phần bài hát này có điểm vô cùng đặc biệt, đó chính là cái bạn nhí ở trong này, đó là bạn làm vũ công chuyên nghiệp. Các cái động tác của bạn là rất giống như, chúng ta xem các động tác của bạn không khác, không khác gì đối với người vũ công chuyên nghiệp. Và nó rất, với các cái động tác của bạn sẽ giúp các con yêu thích, nó rất là kết hợp với các cái từ ở trong bài học. Nhiệm vụ của mẹ cũng hòa theo với con và chúng ta hãy cùng luyện tập với con. Và chúng ta hãy chuyển sang cái phần khi mà các con đã thuộc hết các động tác rồi thì có thêm một cái phần nữa, đó là phần bài hát động. Và con chỉ cần, với con bây giờ con chỉ cần là âm thanh thôi là con có thể hoàn toàn, hoặc con nhắm mắt con vẫn có thể nhảy theo được. Việc học tiếng Anh qua bài hát là cái điều tuyệt vời giúp các con ghi nhớ được lâu. Và chúng ta tương tự như vậy, chúng ta chỉ cần đồng hành với con, bật cho con và hòa theo với con 15 phút, không quá 15 phút mỗi ngày, càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên với công nghệ này không khác gì một người Mỹ đang ngồi cạnh hai mẹ con, đúng không ạ? Và còn một phần cuối cùng ở góc bên tay phải, đó chính là cái phần âm thanh. Cái phần âm thanh này nó cũng sẽ có cái phần âm thanh của câu chuyện, phần âm thanh của sách bài tập. Khi mà phụ huynh không muốn cho con nhìn hình và chúng ta thì ôn lại để cho con xem con có nhớ được không, thì chúng ta có thể hoàn toàn bật cái phần âm thanh không. Và cái điểm đặc biệt nhất ở trong cái này đó là cái phần phonics, đó là phần phát âm. Cái phần phát âm này, phụ huynh hãy bật cho con nghe. Phần phát âm nó sẽ nằm ở đây. Chúng ta hãy bật cho con nghe và hãy là các cái chant, là cái đọc nhịp, đọc điệu rất là thú vị. Chúng ta cùng luyện tập với các con. Vâng, đó là cái nội dung ở trên website. Và chúng ta còn phần 3, đó là vụ nội dung trên điện thoại. Thứ ba chúng ta sẽ sử dụng ở trên điện thoại thông minh. Vâng, và chúng ta hãy download cái phần mềm Smart Star English. Chúng ta sẽ download cái phần gọi là Kindle ạ. Chúng ta download phần Kindle. Vâng, là cái hình ảnh này ạ. Phần này và có cái phần Kindle của các con. Sau đó chúng ta truy cập vào bình thường. Đây, phần Smart Star Kindle. Và chúng ta sẽ đăng nhập bình thường. Nhưng khi chúng ta đã đăng nhập rồi thì username và password giống như chúng ta đang đăng nhập ở trên máy tính. À, ví dụ cái cấp độ của con của mình học là cấp độ S, A, B, C thì chúng ta sẽ vào cấp độ đó. Chúng ta sẽ vào cái unit. Ví dụ ở đây là cuốn sách. Chúng ta có thể xem là cuốn sách A Home for Hippo. Cái này chúng ta xem ở phần đằng sau.
là level C và unit 4. Thì chúng ta sẽ mở unit 4, level C ạ, unit 4. Và các cái trò chơi thì không khác gì ở trên máy tính. Thì chúng ta sẽ mở và cùng chơi với các con. Và có một cái cách nữa mà chúng ta có thể mở bằng cách chúng ta nhìn cái playcam đây ạ. Chúng ta bật playcam và chúng ta sẽ ở phía đằng sau cái cuốn sách. Và nó sẽ tự động nó vào luôn cái phần, nó tự động nó chuyển sang cái phần bài hát luôn. Ví dụ tiếp chúng ta mở cái phần playcam. Cái phần playcam này là chúng ta để ở trên cái cuốn sách. Cuốn sách bài tập. Đây là phía, đây là mặt sau của cuốn sách ạ. Đây là mặt sau của cuốn sách. Đấy, và chúng ta sẽ dí cái phần playcam và để đọc phần bài hát. Khi chúng ta rơi như này thì nó sẽ tự động nhảy sang bài hát. À, tôi đang zoom quá cho nên là nó đang chưa nhảy ra. Ok. Vâng, chúng ta thấy chưa ạ? Nó tự động nhảy ra cái phần nội dung mà chúng ta mong muốn. Vâng, đó là bước thứ 3 và đó là tất cả những cái bước mà chúng ta hãy dành thời gian cực kỳ ý nghĩa với các con. Mỗi ngày chỉ cần 15 phút sẽ giúp cho chúng ta tạo một cái môi trường tiếng Anh cho các con. Hãy tự tin và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào có thể gửi đến hòm thư góp ý a.ames.edu.vn. Xin cảm ơn các bạn.